Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 26. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm. Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va không siêu tó. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy dò xét và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi, vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi. Tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa, tôi không ngồi chung cùng người dối trá, cũng chẳng đi với kẻ giả hình. Tôi ghét bọn làm ác, chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài, hầu cho nức tiếng tạ ơn và thuật các công việc lạ lùng của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài. Cầu Chúa chớ cất linh hồn tôi chung với tội nhân, cũng đừng trừ mạng sống tôi với người đổ huyết. Trong tay chúng nó có gian ác, tay hữu họ đầy dẫy hối lộ. Còn tôi sẽ bước đi trong sự thanh liêm. Xin hãy chuộc tôi và thương xót tôi. Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng, tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng. Chương 9. Đức Chúa Giê-xu vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sinh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người mà người sinh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến, tối lại thì không ai làm việc được. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn và đem xức trên mắt người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi rửa nơi ao Siloe, nghĩa là chịu sai đi. Vậy người đi đến ao đó, rửa và trở lại thì được thấy rõ. Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng: Này, có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng? Người thì nói: Ấy là hắn. Kẻ lại nói: Không phải, sao một người nào giống hắn? Người mù nói rằng: Chính tôi đây. Chúng bèn hỏi người rằng: Tại sao mắt ngươi đã mở được? Người trả lời rằng: Người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa buồn sức mắt tôi và nói rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Siloe. Vậy tôi đi đến rửa tại đó rồi thấy được. Chúng hỏi rằng: Người ấy ở đâu? Người trả lời rằng: Tôi không biết. Chúng dẫn người trước đã mù đó đến cùng người Pha-ri-si. Và ấy là ngày Sa-bát mà Đức Chúa Giê-xu đã hòa buồn và mở mắt cho người đó. Người Pha-ri-si lại hỏi người: Thế nào được sáng mắt lại? Người rằng: Người ấy ra buồn vào mắt tôi rửa rồi thấy được. Có mấy kẻ trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng: Người này không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác rằng: Một kẻ có tội làm phép lạ như vậy thế nào được? Rồi họ bèn chia phe ra. Bây giờ chúng hỏi người mù nữa rằng: Còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó, thì ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng: Ấy là một đấng tiên tri. Song le, người Giu-đe không tin rằng người ấy trước đã mù mà được sáng lại, cho đến khi gọi cha mẹ người đến. Họ gạn hỏi rằng: Đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi nói rằng nó mù từ thuở sanh ra chăng? Thế thì sao bây giờ nó sáng vậy? Cha mẹ người trả lời rằng: Chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi đó đã mù từ thuở sinh ra, nhưng hiện nay tại làm sao thấy được thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi cũng không biết ai mở mắt nó nữa. Hãy hỏi nó đã đủ tuổi, chính nó sẽ nói cho. Cha mẹ người nói vậy vì sợ dân Giu-đa, bởi dân Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội. Ấy vì cớ đó nên cha mẹ người nói rằng: Nó đã đủ tuổi, hãy hỏi nó.
Vậy người Pha-ri-si gọi người trước đã mù một lần nữa mà nói rằng: Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội. Người trả lời rằng: Tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều là tôi đã mù và bây giờ lại sáng. Họ lại hỏi rằng: Người đã làm điều gì cho ngươi mở mắt ngươi thế nào? Người trả lời rằng: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông chẳng nghe tôi, cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa? Há cũng muốn làm môn đồ người chăng? Họ bèn mắng nhiếc người mà rằng: Ấy, chính ngươi là môn đồ người, còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người này thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Người trả lời rằng: Người đã mở mắt tôi mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm. Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời làm theo ý muốn Ngài thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sinh ra. Nếu người này chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời thì không làm gì được hết. Chúng trả lời rằng: Cả mình ngươi sinh ra trong tội lỗi lại muốn dạy dỗ chúng ta sao? Đoạn họ đuổi người ra ngoài. Đức Chúa Giê-xu nghe họ đã đuổi người ra và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến con Đức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng: Thưa Chúa, ngươi là ai hầu cho tôi tin đến? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ngươi đã thấy người, và ấy là chính người đương nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin, bèn sắp mình xuống trước mặt Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này. Hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù. Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài nghe điều đó thì nói với Ngài rằng: Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết, nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Sách Xuất Ai Cập ký chương 1. Đây là tên các con trai của Israel. Mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Gia-cốp đến xứ Ai-cập: Ruben, Simeon, Levi và Juda, Issachar, Sabulon và Benjamin, Dan, Nephtali, Gad và Asher. Hết thảy những người bởi Gia-cốp sinh ra được 70 người. Joseph đã ở tại xứ Ai-cập. Và Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh, cả xứ đều đầy dẫy. Nhưng bây giờ tại nước Ai Cập có một vua mới lên ngôi chẳng quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng: Này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè, ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên. Một mai, nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng? Vậy, người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi-thom và Ram-xe, dùng làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng ấy. Người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Vua xứ Ai Cập cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, một người tên Sipra và một người tên Phu-a mà rằng: Khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hễ thấy sinh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ai Cập bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: Sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống? Các bà mụ tâu rằng: Ấy, tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Ai Cập, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sinh nở trước khi mụ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy,
Vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng: phàm con trai của dân Hebrew mới sinh, hãy liệng xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Chương 2. Vả có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sinh một con trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Vả bây giờ con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đang khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng: ấy là một đứa con của người Hebrew. Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng: tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chứ. Công chúa đáp rằng: hãy đi đi. Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng: hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng: ta đã vớt nó khỏi nước. Vả đang lúc đó Môi-se đã lớn khôn rồi, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ, cũng thấy một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình. Ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn giết người Ê-díp-tô đem vùi trong cát. Qua ngày sau, Môi-se đi ra nữa, thấy hai người Hê-bơ-rơ đánh lộn, bèn nói cùng người có lỗi rằng: sao ngươi đánh người đồng loại mình? Nhưng người đó đáp rằng: ai đặt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô kia chăng? Môi-se sợ nói rằng: chắc thật việc này phải lậu rồi. Pharaoh hay việc đó thì tìm giết Môi-se, nhưng người trốn đi khỏi mặt Pharaoh, dừng chân tại xứ Madian và ngồi gần bên một cái giếng. Vả thầy tế lễ xứ Madian có 7 con gái. Các nàng đó đến giếng xách nước đổ đầy máng đặng cho bầy chiên cha mình uống, nhưng các kẻ chăn chiên đến đuổi đi. Môi-se bèn đứng dậy binh vực các nàng đó và cho những bầy chiên uống nước. Khi mấy nàng trở về nhà Reuên cha mình thì người hỏi rằng: sao bữa nay các con về sớm vậy? Thưa rằng: một người Ê-díp-tô cứu chúng tôi ra khỏi tay bọn chăn chiên, và cũng có xách nước nhiều quá cho bầy chiên uống nữa. Cha lại hỏi rằng: người đó bây giờ ở đâu? Sao các con bỏ người đi? Hãy mời đến đặng ăn bánh. Môi-se ưng ở cùng người này, người bèn gả Sê-phô-ra con gái mình cho Môi-se. Nàng sinh một con trai, Môi-se đặt tên là Gẹt-sôn, vì nói rằng: tôi kiều ngụ nơi ngoại bang. Sau cách lâu, vua xứ Ê-díp-tô băng, dân Israel than thở kêu vang vì phải phục dịch khổ sở. Tiếng kêu vang lên thấu Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình đã kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đoái lại dân Israel, nhận biết cảnh ngộ của chúng. Chương 3. Vả Môi-se chăn bầy chiên cho Jethro, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Madian, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Horeb. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng: ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào? Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng: có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: chớ lại gần chốn này, hãy cổi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói:
Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít ở. Này, tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ai Cập hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi. Này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ai Cập rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Này, tôi sẽ đi đến dân Israel nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là đấng tự hữu hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Israel như vậy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy: Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob sai ta đến cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Hãy đi, hội hiệp các trưởng lão Israel mà nói cùng họ rằng: Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob đã hiện ra cùng ta mà phán rằng: Thật vậy, ta đã thăm viếng các ngươi, thấy điều họ đãi các ngươi tại xứ Ai Cập, nên ta đã phán rằng: Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ai Cập, đặng đem lên xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, tức là một xứ đượm sữa và mật. Dân sự sẽ vâng theo lời ngươi. Vậy, ngươi và các trưởng lão Israel hãy đi ý kiến vua xứ Ai Cập mà tâu rằng: Jehovah, Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã hiện ra cùng chúng tôi. Vậy bây giờ, xin để cho chúng tôi đi đến nơi đồng vắng cách chừng 3 ngày đường, đặng dâng của lễ cho Jehovah, Đức Chúa Trời chúng tôi. Và ta biết rằng, dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ai Cập, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi. Nhưng ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ai Cập bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó. Sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi. Ta sẽ làm cho dân này được ơn trước mắt người Ai Cập. Vậy khi nào các ngươi ra đi thì sẽ chẳng đi ra tay không, nhưng mỗi người đàn bà sẽ hỏi xin người nữ lân cận cùng kẻ ở tạm nhà mình những đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo mặc lấy cho con trai con gái mình. Các ngươi sẽ lột trần dân Ai Cập là như vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.